Theo Saffron, với việc bị tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích hàng ngày của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine không thể kiểm soát được khả năng phòng thủ của mình theo nhiều hướng khác nhau. Đêm ngày 22 tháng 10, theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công kết hợp khác vào cơ sở hạ tầng hậu phương của Ukraine. Các cuộc tấn công này chủ yếu nhắm vào các trung tâm hậu cần và các điểm triển khai quân đội Ukraine ở các khu vực phía đông. Một loạt các đòn không kích của Nga đã phá hủy các mục tiêu ở thị trấn Pavlograd và Novomoskovsk thuộc vùng Dnepropetros. Đây đều là những nút thắt hậu cần quan trọng cung cấp vật tư quân sự cho các đơn vị Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donbass và Kharkiv. Lực lượng dự bị quân sự của Ukraine cũng bị tấn công ở vùng biên giới Sumy. Vào ban đêm, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các điểm triển khai quân sự của Ukraine, các kho hậu cần ở Arctica và ở thành phố Sumy một trong những cuộc không kích chính xác của Nga đã phá hủy kho đầu máy xe lửa của nhà ga Pokrovs tại Donetsk, hậu quả là một số cơ sở hạ tầng Ukraine đã bị phá hủy và một đám cháy lớn bùng phát trong khu vực, làm tăng thêm thiệt hại. Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng nhà kho trên để sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự. Đây là một yếu tố quan trọng trong chuỗi hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Donbass. Thiệt hại đối với máy móc và đầu máy xe lở chở hàng sẽ khiến việc vận chuyển và sửa chữa thiết bị quân sự trở nên khó khăn. Điều này kết hợp với các cuộc không kích khác được cho là sẽ làm gián đoạn khả năng tiếp tế quân sự của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở Donetsk. Cuộc khủng hoảng chiến lược về quốc phòng của Ukraine theo hướng này đang trở nên sâu sắc hơn. Các lực lượng Nga đang nhanh chóng bao vây thành trì chí chính của Ukraine là Selidovo. Các trận chiến đã lan đến vùng ngoại ô phía tây của Sellydov. Sau khi bao vây thành trì này từ phía nam, quân Nga tiếp tục tấn công dọc theo tuyến đường sắt gần Visnevoe. Quân đội Nga cũng đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Sellydov, tiến đến con đường cuối cùng của Kana kiểm soát ở phía tây bắc. Vài ngày trước, lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc tấn công được mong đợi từ lâu vào Selidovo, tiến vào các quận phía đông và phía bắc các nhóm tấn công của Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông thành trì. Tuy nhiên, việc tuyến phòng thủ chính của Ukraine dựa trên các nơi ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng cũng làm phức tạp thêm quá trình tiến quân của lực lượng Nga. Cuộc tấn công của Nga vào Selidovo được nhận định là rất giống với trận chiến gần đây tại pháo đài Ukleda. Đà. Sau khi thành công phá vỡ phòng tuyến của lực lượng đồn trú Ukraine bằng các cuộc tấn công trên đường phố ở phía đông, lực lượng Nga tiến hành bao vây Selidovo và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine ở phía tây. Sẽ đến chiến thắng nhanh chóng của Nga tại Ucraina, các đơn vị đồn trú của Ukraine khó có thể giữ được quyền kiểm soát Zelidovo trong thời gian dài. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine chắc chắn sẽ lệnh cho quân đội phải bám trụ ở thành trì này càng lâu càng tốt, nhưng sau đó có thể sẽ cố gắng trốn thoát về phía tây dưới hỏa lực dữ dội của Nga. Theo thông tin từ báo dân chí, quân đội Nga xuất kích máy bay ném bom tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine ở tỉnh để gây tổn thất cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 23 tháng 10 tuyên bố máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã phá hủy cứ điểm của Ukraine tại tỉnh biên giới Kursk. Cuộc tấn công được tiến hành bằng bom thả từ trên không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom tiền tuyến siêu âm đa năng Su-34 của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tấn công cứ điểm và quân nhân Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk. Sau khi nhận được xác nhận từ lực lượng trinh sát rằng quân nhân và cứ điểm của Ukraine đã bị phá hủy, kíp lái đã trở về sân bay an toàn. Cùng ngày, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cũng xác nhận phá hủy xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất bằng máy bay không người lái ở Kursk. Xe bọc thép chở quân Stryker hạng nhẹ được thiết kế để đưa bộ binh ra chiến trường, hỗ trợ hỏa lực cho các binh lính, hoàn thành các mục tiêu chiến đấu và hỗ trợ đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở Kursk, đánh bại các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Dariino, Zelenysliak, Nidniklin, Novoivanovka, Plekovo và Sverdlikovo. Ngoài ra, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Plekovo và Pokrovsky, ngăn chặn ba cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Zelenysliak các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công, hạ gục các nhóm quân nhân thiết bị của Ukraine tại Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung quân của Ukraine tại vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong một ngày, Ukraine đã mất hơn 280 quân nhân, 13 xe bọc thép, bao gồm 3 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm một chiếc Bradley do Mỹ sản xuất, 7 xe chiến đấu bọc thép, cùng 3 khẩu pháo, 6 xe, một hệ thống tác chiến điện tử phía Nga tuyên bố một số quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.943 quân nhân, 175 xe tăng, 92 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 989 xe chiến đấu bọc thép, 681 phương tiện, 224 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Nhà phân tích quân sự Emin Kastehenmi tại Phần Lan nói với trang tin Newsweek rằng ở thời điểm mạnh nhất, Ukraine kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1.200 km vuông tại Kursk. Hiện tại, chuyên gia này cho rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 700 km vuông, điều đó có nghĩa là Nga đã phản công thành công. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alodinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo Vietnamnet, quân đội Nga cho biết pháo binh nước này với sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV đã phá hủy một kho đạn của quân ukraine ở khu vực chasipya hãng thông tấn tass dẫn tuyên bố của lữ đoàn Sivavi thuộc cụm quân phía nam nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine nói rằng các uav trong biên chế đơn vị này thông qua việc theo dõi hướng di chuyển của khí tài ukraine đã phát hiện nơi đối phương đặt kho đạn gần chasipya Thông cáo viết, UAV phát hiện nơi đối phương trú ẩn tại một cánh rừng thuộc phía bắc thành phố Chasipya. Sau đó, quyết định tấn công được đưa ra. Các đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn CVV đã nã đạn vào vị trí trên và lửa bắt đầu bốc lên. Chỉ vài phút sau, hàng loạt vụ nổ xảy ra. Đoạn video được TASS đăng tải sau đó cho thấy UAV trinh sát Nga đã theo dõi một chiếc xe tải của quân Ukraine di chuyển và trú ẩn tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Sau đòn pháo kích của quân Nga vào nơi chiếc xe tải trú ẩn, một loạt vụ nổ thứ cấp đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 10 cho biết lực lượng hàng không không quân của họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử không người lái USV do Ukraine thực hiện ở Biển Đen nhằm vào bán đảo Crimea. Hãng TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng hàng không không quân thuộc hạm đội Biển Đen đã phá hủy 4 USV của Ukraine đang trong hành trình tiến tới bán đảo Crimea. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Ukraine vừa công bố đoạn video phá hủy hệ thống tác chiến điện tử của Nga bằng đạn GMLRS được phóng từ hệ thống HIMARS. Defense Express đưa tin quân đội Nga tiếp tục triển khai nhiều trang thiết bị quân sự tới tiền tuyến ở Ukraine, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử EVK. Ngày 22 tháng 10, khi tiến hành các hoạt động trinh sát theo hướng Torres, Donetsk, lữ đoàn pháo binh độc lập số 45 của lực lượng vũ trang Ukraine xác định được vị trí hệ thống tác chiến điện tử R-934B Sinitsa do quân đội Nga triển khai máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã ngay lập tức cập nhật tọa độ mục tiêu, điều chỉnh hỏa hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS trước khi thực hiện cuộc tấn công hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Hệ thống R-934B Sinitsa được kỹ sư Nga thiết kế để gây nhiễu sóng liên lạc vô tuyến VHF, hệ thống dẫn đường hàng không chiến thuật cũng như các đường dây liên lạc vô tuyến cố định và di động trên mặt đất. Hệ thống có bán kính hoạt động lên đến 250 km và có thể triển khai chỉ trong 30 phút. Trong khi đó, GMLRS là một loại tên lửa đất đối đất được thiết kế để tấn công, vô hiệu hóa, chế áp và tiêu diệt các mục tiêu. So với tên lửa đạn đạo truyền thống, đạn GMLRS được thiết kế để triển khai nhanh, mang lại đòn tấn công chính xác. GMLRS sử dụng hệ thống dẫn đường GPS kết hợp với dẫn đường quán tính, nhờ đó tên lửa có thể bắn trục mục tiêu ở khoảng cách 80-150 km. Dòng đạn GMLRS hiện tại bao gồm 3 biến thể dã chiến. Đạn thông thường cải tiến mục đích kép gọi tắt là DPICM, đầu đạn thay thế AVK cho các mục tiêu trong khu vực và biến thể đầu đạn đơn được trang bị một loại thuốc nổ cao cấp. Bệ phóng chính cho các loại tên lửa này là hệ thống tên lửa phóng loạt M270 và M142 HIMARS. Thông tin từ báo Vietnamnet cho biết thiếu hụt nhân lực hiện trở thành vấn đề chính đối với quân đội Ukraine trước những đợt tiến công liên tiếp của Nga. Đây là thông tin được tờ Enpai của Tây Ban Nha công bố hôm 21 tháng 10 sau khi dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng và Chỉ huy chiến trường ở Ukraine. Các phóng viên của tờ báo Enpai đã đến thị trấn tiền tuyến Kurakhovo, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát ở vùng Donetsk. Theo tờ báo, những bước tiến của quân đội Nga trong khu vực đồng nghĩa với việc các lực lượng Kiev sẽ sớm phải rút lui để tránh bị bao vây. Người đứng đầu nhóm báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine tại khu vực cho hay, vấn đề chính của Kiev không phải là vũ khí mà là con người. Quan chức Ukraine nói, không ai muốn gia nhập quân đội, các lữ đoàn nói rằng họ không thể luân chuyển, họ đã kiệt sức, sẽ không có người nào đến để chiến đấu sớm. Nhiều binh sĩ Ukraine được Empire phỏng vấn cũng có chung nhận định, tại sao chúng tôi lại rút lui, bởi vì chúng tôi không được luân chuyển, chúng tôi không được nghỉ ngơi, chúng tôi đã mất tinh thần. Một sĩ quan Ukraine chiến đấu ở Kurakhov chia sẻ. Ông Yevgeny Chubanov, một sĩ quan thuộc lữ đoàn dù số 46 cho biết, Hiện nay, binh lính trong đơn vị đã phải giữ vị trí suốt 3 tháng mà không được luân phiên. Một năm trước, hoạt động luân chuyển diễn ra sau không quá một tháng, còn trong năm đầu tiên bùng nổ xung đột với Nga, binh sĩ Ukraine thường được luân chuyển 4 ngày một lần. Giới chức Ukraine từ lâu đã lên tiếng báo động về tình trạng sụt giảm quân số. Để giải quyết vấn đề này, đầu năm nay, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt các quy định huy động quân. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine mất 50.000 quân mỗi tháng, Ông cũng nhấn mạnh việc huy động quân của Ukraine không giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhân lực. Theo báo Dân trí, trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk, hôm 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như lực lượng dự bị và các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Siliak và Nikolayevo Dadyino ngoài ra quân đội nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của ukraine gần zelenskyak nikniklin Novoy vanovka noviput plekovo svelikovo và chekaskaya konopenka theo bộ quốc phòng nga lực lượng nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của ukraine tại một khu vực biên giới ở kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái uav Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình trinh sát, quân nhân của nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử NOTA của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận do cuộc tấn công của UAV Nga, hệ thống tác chiến điện tử và kíp vận hành hệ thống đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong ngày 22 tháng 10, Ukraine đã mất 340 quân nhân và 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo và hai hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo. 38 hệ thống pháo phóng loạt bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Atis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Ông nói dân thường bị giam giữ tại Suza và bị sử dụng làm lá chăn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chăn sống để không quân Nga không thể tấn công. Mặc dù vậy, binh lính có mật danh là crash nói với TASS rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới binh lính Nga xác nhận tình hình hiện tại phần lớn là tốt, không thể nói chính xác rằng đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Al Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, Al các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thông tin từ báo VOV cho biết, với lợi thế áp đảo về quân lực và vũ khí, trong thời gian gần đây, Nga dường như đang tăng cường sử dụng chiến thuật máy xay thịt tại mặt trận miền đông Ukraine nhằm mở rộng thêm thành quả quân sự trước khi nhiệt độ xuống mức âm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chiến thuật này sẽ khó được duy trì lâu dài vì nhiều lý do. Trong những tháng gần đây, các cuộc đụng độ tiếp tục gia tăng tại khu vực Donbass, thuộc miền đông Ukraine trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực mở rộng thành quả quân sự trước khi mùa đông tới, có thể với một mục tiêu là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định tương lai ấy có nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Mỹ cựu Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông sẽ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu đắc cử, đưa cuộc chiến đến hồi kết chỉ trong một ngày. Điều này cũng có thể là đồng nghĩa với việc Kiev sẽ buộc phải nhượng lại lãnh thổ để chấm dứt giao tranh. Các nhà phân tích cho rằng đây sẽ là một trong những động cơ thúc đẩy cuộc tấn công Kursk của Ukraine bên trong nước Nga hồi đầu tháng 8 vì phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát có thể trở thành một con bài mặc cả có giá trị trong các cuộc đàm phán thế áp đảo và quân lực vũ khí trên tiền tuyến gợi nhớ đến chiến thuật máy xay thịt thường xuất hiện trong các chiến dịch quân sự trước đây của Nga và Liên Xô. Đúng như cái tên, chiến thuật này sử dụng số lượng lớn binh sĩ và cường độ tấn công cao nhằm đánh bật đối phương khỏi chiến trường. Ở mặt trận Kurs, nơi giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt, cả hai bên đều huy động số lượng lớn binh sĩ. Đầu tháng 10, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết đã tăng thêm 50.000 quân cho mặt trận Kurs so với vài ngàn quân Ukraine đang cầm cự tại đây. Chính phủ Nga đã công bố kế hoạch chi 133,8 tỷ bảng Anh cho an ninh và quốc phòng quốc gia vào năm 2025, tương đương với 41% chi tiêu hàng năm của chính phủ. Điện Kremlin cũng nâng độ tuổi nhập ngũ lên 30, đồng thời mở rộng quy mô quân đội chạm mốc 2,4 triệu người, đưa quân đội Nga trở thành quân đội lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn lo ngại rằng quy mô quân đội được mở rộng trong thời gian ngắn, khó đảm bảo chất lượng binh sĩ và khả năng thích ứng của họ khi được tung ra chiến trường. Bên cạnh đó, các đội hình lớn cũng dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các thiết bị tấn công từ xa trong tình trạng dòng chảy viện trợ từ phương Tây vẫn đang nhỏ giọt. Kiev vẫn tìm cách cải tiến các loại vũ khí hiện có nhằm nâng cao khả năng tấn công đối phương, cụ thể như các UAV dòng lửa có gắn bình chứa nhiệt nhôm mới được quân đội Kiev sử dụng trong thời gian gần đây. Thông tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật cho biết tình trạng thiếu hụt nhân lực được cho là nguyên nhân khiến Ukraine buộc phải rút quân ở nhiều khu vực lãnh thổ trước các cuộc tấn công của Nga. Tờ Enpais của Tây Ban Nha dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng và Chỉ huy chiến trường Ukraine đưa tin thiếu nhân lực hiện đã trở thành vấn đề chính đối với quân đội Ukraine khi họ buộc phải rút khỏi nhiều khu vực lãnh thổ do không thể càn phá đa tiến công của Nga. Các phóng viên của Enpais đã đến thị trấn tiền tuyến Kurakovo thuộc tỉnh Donetsk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Theo tờ báo này, những bước tiến của Nga trong khu vực đồng nghĩa với việc lực lượng Ukraine sẽ sớm phải rút lui để tránh bị bao vây người đứng đầu nhóm báo chí của bộ quốc phòng ukraine tại hiện trường tiết lộ với alpais rằng vấn đề chính của ukraine không phải là vũ khí mà là con người không ai muốn đi lính các lữ đoàn nói với chúng tôi rằng họ không thể luân chuyển quân họ đã kiệt sức sẽ không còn nhân lực để chiến đấu quan chức ukraine cho hay nhiều quân nhân Ukraine cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Tại sao chúng tôi lại phải rút lui bởi vì chúng tôi không được luân chuyển, chúng tôi không được nghỉ ngơi, chúng tôi mất nhuệ khí chiến đấu, một sĩ quan Ukraine chiến đấu ở Kudakovo cho biết. Sĩ quan Yevgeny Chubanov của lữ đoàn nhảy dù số 46 Ukraine cho biết hiện nay binh lính của ông phải chiến đấu ở một vị trí trong ba tháng mà không được luân chuyển, trong khi một năm trước thời gian luân chuyển quân không bao giờ quá một tháng. Vào năm đầu tiên của cuộc xung đột, quân đội Ukraine thậm chí thường được luân phiên 4 ngày một lần. Các quan chức Ukraine từ lâu đã lên tiếng báo động về tình trạng suy giảm quân số trong quân đội. Để giải quyết vấn đề này, đầu năm nay, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy tắc huy động quân. Tuần trước, truyền thông Ukraine đưa tin rằng theo văn phòng tổng công tố nước này đã có gần 60.000 vụ án hình sự liên quan đến việc tự ý rời khỏi các đơn vị quân đội hoặc nơi đóng quân trái phép kể từ năm 2022. Gần 30.000 vụ phạm tội liên quan đến đào ngũ đã được ghi nhận trong cùng kỳ và số lượng các vụ vi phạm như vậy đã tăng gấp nhiều lần trong những tháng gần đây. Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính quân đội Ukraine thiệt hại 50.000 quân mỗi tháng, đồng thời cho biết thêm rằng việc huy động quân đội của Ukraine không giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhân lực. Trong khi đó, Nga đã liên tục giành quyền kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ của Ukraine, bao gồm cả Úc Lê cùng một số khu định cự ở Donetsk. Quân đội Nga cũng liên tục tung đòn sấm xét, giữ vững đà tiến công thần tốc với ba thành trì chiến lược là Pokrovsky, Kurakovsky và Toretsky của Ukraine ở Donbass. Đầu tuần này, ông Ivan Bikma, phát ngôn viên của nhóm tác chiến phía Tây thuộc quân đội Nga cũng cho biết các đơn vị súng trường cơ giới của nhóm này đã thành công kiểm soát được 56 cứ điểm và phá hủy một trạm Stalin của Ukraine. Thông tin từ báo VN Express cho biết, lữ đoàn Ukraine công bố video xe tăng Abrams liên tục nã pháo tại một ngôi làng trong lần đầu tham chiến ở tỉnh Kursk của Nga. Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine công bố vào ngày 21 tháng 10 cho thấy xe tăng chủ lực M1A1 S. Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley nã pháo vào hàng loạt căn nhà ở một ngôi làng tại tỉnh Kursk của Nga chưa rõ mục tiêu cụ thể của cuộc cô tấn công nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thiết giáp Ukraine hứng hòa lực trả đũa của Nga. Đây là lần đầu tiên xe tăng Abrams xuất hiện tại tỉnh Kurs kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào đất Nga hồi đầu tháng 8. Trang tin Dushvesna cho biết trận đánh diễn ra ở làng Novoivanovka, nơi xe tăng Nga từng hạ thiết giáp M2 Bradley của Lữ đoàn 47. Trang tin Nga cho hay quân đội Ukraine phải gấp rút điều động xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley từ mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk đến Kursk. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Kể từ khi mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, Ukraine đã điều hàng loạt xe tăng chủ lực Challenger 2 và Leopard 2 hiện đại nhất tới mặt trận này. Lực lượng Nga phá hủy một số chiếc Leopard 2, trong khi ít nhất một xe tăng Challenger 2 đã bị tập kích và nổ bay tháp pháo. Mỹ đã chuyển tổng cộng là 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Ukraine từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá là 10 triệu đô la Mỹ của Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng để giúp họ chọc thùng phong tuyến đối phương. Tuy nhiên, lực lượng xe tăng này hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO. Theo báo cáo tổng hợp của Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ít nhất 16 xe tăng Abrams của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu tham chiến hồi cuối tháng 2. Điều này cũng đồng nghĩa là quân đội Ukraine đã mất một nửa tổng số xe tăng Abrams được Mỹ viện trợ, chưa kể đến những xe nằm đắp chiếu do hỏng hóc hoặc hư hại trong chiến đấu.